Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn làm một chiếc bẫy chuột bằng vỏ chai nhựa. Đơn giản, hiệu quả rất cao. Thì đầu tiên quý vị và các bạn cần chuẩn bị cho tôi một vỏ chai nhựa, một số tấm alu 3 ly và một cuộn băng keo và một số ốc vít nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đánh dấu vỏ chai nhựa và chúng ta sẽ cắt vỏ chai nhựa trước. Đây, các bạn dùng vít lông các bạn đánh dấu cho nó dễ và rõ. Thì sau khi đánh dấu mực xong rồi á, các bạn dùng dao rục giấy các bạn cắt. Ở đây các bạn cắt cách cái dấu mực xuống. Các bạn cắt xuống khoảng phần dưới hoặc hai phần gì cũng được. Tiếp theo là chúng ta sẽ dùng bút lông chúng ta đánh dấu một cái tấm này, cái tấm alu này thì các bạn lấy nó lớn hơn cái vỏ chai nhựa, hai bên mỗi bên khoảng 5 phân được rồi. Còn chiều cao của nó thì gấp đôi cái chai nhựa được rồi, gấp đôi cái chiều ngang của chai nhựa. Đây, tôi sẽ đặt xuống, tôi để cho nó ngay và tôi vẽ vòng quanh một đường. Thì phía dưới thì chúng ta cách đường phía dưới lên khoảng hơn 1 cm gì đó cũng được, không cần phải nhiều. Thì ở cái vỏ chai nhựa này tôi đánh dấu một số điểm để tôi cắt, tạo một số cái điểm để bắt vít. Đây, các bạn cắt, các bạn chừa lại một số điểm. Các bạn có thể sử dụng chai nhựa 1,5 lít từ vỏ chai Coca cũng được. Thì hoặc là các bạn dùng chai 5 lít to như thế này cũng được. Thì các bạn dùng loại chai nào cũng được. Cái loại chai to này các bạn bẫy được cả các loại chuột to, chuột cống. Tôi nói chung là chuột khổng lồ. Còn chai lít rưỡi thì các bạn cũng bẫy được chuột to, nhưng mà những con chuột khổng lồ thì thường nó vào nó khó hơn. Ở đây sau khi tạo một số điểm thì tôi dùng khoan, tôi khoan lũng đi, lũng một số điểm này đi để hồi nữa chúng ta bắt vít. Đây, tôi đã khoan xong các điểm này rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ phải khoan và chúng ta cắt cái phần đánh dấu mực của cái tấm alu này ra. Thì ở đây ta khoan 4 góc và chúng ta dùng dao chúng ta dọc nó ra. Cái tấm alu này thì các bạn dùng dao dọc giấy các bạn dọc nó nhiều lần thì nó sẽ, chúng ta sẽ bẻ, nó sẽ bung ra thôi. Nó cũng dễ cắt. Nó là cái tấm dạng nhựa. Lớp ngoài nó tráng một lớp nhôm mỏng nên mà chúng ta cắt nó cũng dễ dàng. Và tiếp theo, chúng ta cần phải cắt một số dẻo alu nhỏ nữa. Đầu tiên chúng ta sẽ cắt lấy vài cái dẻo alu khoảng 2 cm. và chiều dài chúng ta đua cho nó bằng cái tấm này. Alu nó rất là dễ cắt các bạn ạ. Các bạn chỉ cần dùng dao đục giấy các bạn cắt và các bạn bẻ ngang là được rồi. Thì từ mép ngoài vào thì nó khoảng 5 phân á. Thì chúng ta sẽ cắt thêm một dẻo 5 phân nữa. Để chúng ta cắt ra được hai cái dẻo 5 phân hai bên nữa. Đây, các bạn dùng alu các bạn bóc cái vỏ đó đi, bóc cái lớp giấy ngoài đi. Thế hồi nữa chúng ta dán keo cho nó chắc, nó khỏi bị bung. Và tiếp theo chúng ta dùng keo hai mặt, chúng ta sẽ bóc, chúng ta dán dọc theo cái tấm alu này, chúng ta dán sát ra bìa bằng mặt bìa được rồi. Chúng ta dán hai bên như vậy. Rồi chúng ta sẽ bóc đi, bóc cái lớp giấy ngoài đi, rồi chúng ta dán cái chéo alu hai phân lên trên, chặn lên trên. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ dán thêm một lớp băng keo hai mặt nữa lên trên cái tấm déo hai ly nữa. Mục đích là chúng ta dán như vậy để có sự liên kết, thứ hai đó nó sẽ tạo ra một cái khoảng cách lớn hơn 3 ly để hồi để chúng ta bỏ cái tấm cửa vào nó không bị cứng. Đây tôi dán cái dẻo 5 phần lên trên cái dẻo 2 phần thì nó sẽ tạo ra được một cái rãnh phía trong này. Bây giờ chúng ta sẽ đua, chúng ta cắt cái cửa phía trong này thì chúng ta đua theo cái rãnh phía trong này, chúng ta cắt non đi. Thì ở đây nó là 24 thì 6 phân, tôi cắt khoảng tấm này có 18 được rồi. Đây tôi cắt sao búa lọt vào đây cho nó dễ dàng, nó trượt xuống như vậy là được. Tại vì chúng ta chừa cái kia nó rộng rồi. Sau đó chúng ta sẽ đánh dấu một cái điểm ở giữa này. Và chúng ta sẽ tạo thành một cái rãnh này. Chúng ta dùng khoan, chúng ta khoan hai đầu. Sau đó chúng ta dùng dao đục giấy, chúng ta dọc để tạo ra cái rãnh giữa cửa và cái tấm cố định alu kia. Alu nó mềm nên các bạn dùng dao đục giấy các bạn khuyết nó cũng dễ. Tiếp theo là tôi dùng hai cái bát nhôm, thì các bạn có thể dùng bát nhôm hay là dùng bát sắt thì dùng cái bát gì cũng được. Đây dùng hai bát nhôm, tôi khoan, tôi sẽ khoan một điểm trùng trên một cái bát nhôm này. Đây tôi sẽ bắt vào thân của bẫy, thì tôi dán thêm một cái dẻo alu lên trên này để hồi nữa tôi bắt vít, mục đích là nó không bị con vít nó dài, nó không bị xuyên qua bên tấm bên kia. Con vít thường nó dài hơn 3 ly cho nên là ở đây tôi dán thêm một dẻo nữa. Tôi bắt vít vào cho nó cứng và nó không bị xuyên lủng qua tấm bên kia. theo là ta sẽ vẽ, ta làm một cái chốt của cái bẫy. Đây, cái tấm alu các bạn cắt cái chốt của cái bẫy thì nó dễ dàng rồi. Tiếp theo tôi cũng dán để tôi bắt cái ống của cái chai nhựa vào, thì tôi dán xung quanh cái này là thêm một cái déo alu xung quanh cái tấm alu này để tôi bắt cái con vít nó không bị xuyên qua mặt tấm bên kia. Và tôi bắt tất cả các điểm của cái chai nhựa lại. À, bây giờ chúng ta sẽ bủa cửa bẫy vào. Phía dưới này tôi cắt một cái dẻo và tôi chặn nó lại cho cái cửa bẫy nó khỏi bị tuột xuống dưới. Tôi dán keo hai mặt này, tôi ép nó vào. Đấy, nó rất là trơn vậy. Và sau đó chúng ta sẽ bắt hai con ốc. Đây tôi bắt hai con ốc ở phía dưới này, ở chân bẫy. Vì cái cửa bẫy này thì thường cái tấm ba ly nên nó mỏng, tôi cũng phải dán thêm một cái dẻo alu nữa để tôi bắt thêm hai con ốc lên cái cửa này, để con ốc nó không bị nó liên kết chắc mà nó không bị xuyên lủng qua bên mặt tấm bên kia thì nó sẽ cạ vào cái thân của cái bẫy, nó sẽ không được trơn, nên mà tôi phải dán thêm cái dẻo này vào. À, như vậy là cái bẫy đã sắp được hoàn thành. Tiếp theo tôi sẽ khoan một cái lỗ trên cái chai này, cái lỗ này để hồi nữa chúng ta cột dây, chúng ta khoác mồi. Thì đầu tiên chúng ta cột dây vào cái lẫy của cái bẫy này, hay là cái chốt của cái bẫy này. Ta sẽ dùng dây dù chúng ta cột vào cái chốt này. Và sau đó chúng ta sẽ đo cái khoảng cách của cái sợi dây từ cái chốt xuống đến cái thân bẫy cho nó hợp lý. Và chúng ta sẽ cột cái đầu phía dưới này vào một cái sợi dây thép để hồi chúng ta khoác mồi cho nó dễ. Đây, vậy là cái bẫy đã được hoàn thành. Tôi chỉ cần quắc hai cái dây thun này vào nữa, là cái bẫy đã hoàn thành rồi. Khi các bạn mà quắc mồi, các bạn tháo dây thun ra. Đây, tôi tháo dây thun ra, tôi quắc mồi vào cho các bạn xem. Thì các bạn quắc mồi, các bạn lấy hẳn cái cứa ra cho nó khỏi vướng. Đây ta sẽ đưa hẳn tay vào, ta quắc mồi nó dễ dàng. Đây, ta dùng dây thép chúng ta quắc cái mồi vào thì các loại thức ăn chuột nó thích, nó thích ăn đấy. Bạn quắc vào, sau đó các bạn sẽ bủa cái cửa này vào sau cho nó tiện. Sau đó các bạn dùng vòng thun, các bạn lại quắc nó lên, hai con ốc này để tạo độ căng cái cửa bẫy. Đây, các bạn lên bẫy thì các bạn chỉ kéo cái cửa này lên thôi, các bạn cài cái chốt lại. Cái chốt nó có cái gờ, nó sẽ xuyên qua cái rãnh đó, nó cài lại. Thì khi con chuột nó vào nó ăn á, nó sẽ kéo cái dây và cái cửa bẫy sẽ sập lại. Vậy là xong cái bẫy. Cái bẫy chúng ta đã tiến hành làm xong xuôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nếu thấy hay thì các bạn nhớ nhấn like và chia sẻ video giùm tôi. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để được nhận các video mới nhất. Tôi sẽ đăng lên trong thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều.